hòa yêu thương thời chi cùng dành cho buổi nhiệm vụ chất lượng cao thống độ chính trong một nước biển kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin thể thao 24/7. Sống Việt Nam thể thao cũng có bắt đầu được thể hiện qua cột mốc 10 người đua và tiến tới quả. Từ năm sau thì Việt Nam sẽ vinh dự tổ chức những trận đua F1 trên một đường đua hiện đại đã được khởi công từ năm 2022. Hôm nay thì F1, ông James Carey đã đến Việt Nam để khảo sát quá trình xây dựng đường đua.